Tiểu thư nhà quê. Tự do muôn năm. Tự do muôn năm. Vô. Lại nửa đêm mới về. Sáng nào con cũng đi làm trễ mà không chịu thay đổi sao Lina? Mẹ không cần phải lo. Mai con sẽ dậy từ lúc mặt trời mọc cho mẹ coi. Nếu như con cứ bê tha như vậy thì hãy ra ở riêng đi. Mẹ chán ngấy việc tối nào cũng phải thấy cảnh này, rồi sáng ra lại chứng kiến con dậy trễ và đi làm muộn nữa. Mẹ đuổi con đó hả? Được, con từ mai con sẽ tới ở chung với Mina, bạn của con luôn, không có sống chung với mẹ nữa đâu. Mệt quá đi. Wow, ở riêng thoải mái hơn ở nhà mẹ biết bao nhiêu á. Biết thế, mình đã chọn đến ở cùng cậu từ lâu rồi. Yeah, tối nay lại tiệc tùng thôi nha. Nhất trí. Nè, dậy, mau dậy đi làm đi, Lina. Lina, sao giờ cô vẫn chưa tới công ty? Bản báo cáo vào buổi họp sáng nay thì sao? Chết rồi. Sao cậu không gọi mình dậy sớm hơn chứ? Ai, tối qua mình cả cậu quậy suốt đêm, sao mình gọi cậu dậy được chứ? Chết thật, tháng này mình lại bị trừ một đống tiền đi muộn cho mà xem. Tự do cũng có cái giá của nó mà. Hay là cậu về ở với mẹ đi, chắc bác ấy sẽ đánh thức cậu buổi sáng được á. Không đời nào đâu nha, chỉ cần tụi mình mua một chiếc đồng hồ thật xịn để nó đánh thức chúng ta buổi sáng là được chứ gì. Ừ, ý hay đó. Phải có một chiếc đồng hồ thật dữ dằn giống như mẹ cậu vậy mới có thể đánh thức tớ và cậu được. Có đúng là căn tiệm này không hả Mina? Hình như nó ngừng hoạt động rồi kìa. Thì nó đúng rồi mà, mình không có nhầm đâu. Nè, đi thôi, ở đây ghê quá. Đã tới rồi, còn đi đâu nữa? Hả? Tìm mua đồng hồ hả? Sao ông biết hay vậy? Thấy các cô vào tiệm bán đồng hồ để xem giờ chắc. Vâng, tôi muốn tìm mua một chiếc đồng hồ báo thức, mà chuông báo thức của nó phải thật to, thật ấn tượng, phải kêu liên tục đến khi tôi tỉnh dậy thật sự ấy. Đồng hồ đánh thức những con cú đêm tiệc tùng, dậy thành những chú chim sâu chăm chỉ vào sáng hôm sau hả? Thế thì bất kỳ chiếc đồng hồ nào ở đây cũng làm được như thế cả, chỉ có điều giá của nó đắt đấy. Vậy thế tôi lấy cái kia đi. Thôi tôi lấy cái kia. Được, cái đó rất đẹp đó, để tôi gói lại cho cô nha. Không cần đâu mà. Đúng là một kẻ kỳ quái mà, phải đi nhanh thôi. Hả? Quái lạ, sao mới đó đã 12 giờ đêm rồi? Cứ như là đêm Halloween ấy, mà còn một tuần nữa mới tới Halloween lận cơ mà. Mẹ lúc nào cũng càm ràm, mình còn trẻ mà, vui chơi một chút, về trễ một chút, ngủ khuya một chút còn sao đâu. Chỉ cần buổi sáng có một chiếc đồng hồ lợi hại đánh thức dậy là được. À, phải thử chuông xem nó kêu to đến cỡ nào. Trời, cái quái gì thế này? Cứu tôi với, cứu. Đây là... sao lại... Anh à, xin anh hãy nghĩ đến đứa nhỏ nữa. Cô đừng níu kéo nữa, vô ích thôi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Ba giống hệt như những tấm ảnh để lại. Sao ba lại bỏ đi lúc này? Trời ơi, mình đã trở về thời điểm của 20 năm về trước sao?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mẹ, mẹ ơi! Mẹ, mẹ vào phòng ngủ đi chứ. Ây da, hôm nay mày cho nhiều sữa dữ. Giỏi lắm. Không ngờ mẹ đã cực khổ đến như vậy. Thôi chết rồi, con bị sốt rồi. Mẹ chỉ ngủ có một chút đã phải dậy làm việc rồi. Vậy mà mình thật quá đáng. Còn ba, chẳng phải mẹ nói ba đã mất khi mình mới sinh sao? Mẹ chẳng cần đồng hồ báo thức, vẫn tỉnh giấc để chườm trán và cho mình uống thuốc hạ sốt. Mẹ đã vất vả quá rồi. Trời, hôm nay là Giáng sinh sao? Nếu như có một điều ước, mình ước được trở về bên mẹ để nói lời xin lỗi. Lina, mẹ xin lỗi đã nói dối con. Mẹ đã không giữ được ba đi theo người đàn bà khác. Những mệt mỏi khiến mẹ luôn hà khắc với con. Món quà này, xin lỗi con gái. Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ biết chơi bời khi sớm, lớn đầu mà con không biết tự lo thân. Từ mai con... Từ mai con sẽ dậy sớm vì có chiếc đồng hồ xịn này hả? Mẹ này, chọc con hoài à. Cây sáo thần bất tử. Truyền thuyết kể rằng Hằng Nga tạo ra một cây sáo làm từ gỗ cây thần để giải trừ sầu bi. Nàng ném cây sáo ấy đi để nó lưu lạc chốn nhân gian. Tương truyền rằng ai nghe được tiếng sáo ấy sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất lão. Thuốc này thì trường sinh cái gì chứ? Xin bệ hạ bớt giận. Ta không thể trông chờ vào y thuật của thầy thuốc, ta phải tìm cách khác. Bệ hạ, người còn nhớ lời đồn trong nhân gian về cây sáo thần bất tử của Hằng Nga không? Nhưng liệu cây sáo ấy có tồn tại thực sự trên đời không? Em muốn cả hai chúng ta đều trường sinh bất lão. Bệ hạ phải tìm bằng được cây sáo ấy. Thôi nào, ta hứa sẽ tìm cây sáo ấy về cho nàng mà. Những năm ấy, con trai duy nhất của nhà vua là hoàng tử Lưu An cùng vợ mình là Tầm Nguyệt đi ngao du khắp chốn sơn thủy. Cha, ta cảm thấy nơi thiên nhiên này vui gấp ngàn lần trong cung điện của cha. Hình như bệ hạ đang đi tìm cây sáo thần bất tử của Hằng Nga tiên nữ. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người. Ta nên chấp nhận cái chết giống như một phần cuộc đời của mình. Chàng nhìn kìa, có ánh sáng gì đó ở đằng kia kìa. Đây là... lẽ nào là sáo thần của tiên nữ Hằng Nga? Cây sáo thần bất tử này chỉ dành cho người thanh cao, không màng danh lợi. Này, ta trao lại nó cho hai người, hãy bảo vệ nó thật cẩn thận nhé. Lưu An, hãy giao nộp cây sáo ấy ra đây cho ta ngay. Hoàng tử, ngươi định độc chiếm bảo bối ấy thành của riêng mình sao? Ngươi không nghĩ tới sức khỏe của vua cha mình ngày một tàn lụi hay sao? Thưa cha, nếu cha cần, mỗi năm một lần con sẽ vào cung thổi cây sáo ấy cho người nghe. Ta cũng không cần gì nhiều hơn thế. Nhưng thưa bệ hạ. Bẩm bệ hạ, chúng thần tìm thấy trong nhà của hoàng tử Lưu An vật này. Đây chính là bùa yểm mệnh, thưa bệ hạ. Trời ơi, bệ hạ, hoàng tử Lưu An hắn không cho người giữ cây sáo bất tử là để đợi tới ngày ngài chết đi đấy. Người đâu, mau bảo vệ nhà hoàng tử Lưu An, ta phải nhốt nó vào ngục. Bẩm nương nương, con đã phải liều mạng để nhân lúc hỗn loạn trộm cây sáo này cho người. Làm tốt lắm, giờ hãy biến đi và đừng bao giờ quay lại. Giờ thì không ai có thể cản được tuổi xuân và nhan sắc vĩnh cửu của ta nữa. Tầm Nguyệt, nàng làm gì thế? Lúc này nàng còn bình tĩnh cầu nguyện được sao? Tầm Nguyệt à, lẽ nào Hằng Nga đã nghe được lời cầu nguyện của nàng? Mau bắt lấy chúng.
con thuyền của Hằng Nga đã đưa Lưu An và Tầm Nguyệt thoát khỏi sự truy đuổi của quan quân triều đình. Và kể từ đó, không ai còn nhìn thấy họ nữa. Có người nói họ đã được Hằng Nga đưa đến giấu ở một miền sơn cước an bình. Hỡi bá quan văn võ, hôm nay quý phi Trần Kiều của ta sẽ có một khúc nhạc thần tiên từ cây sáo thần của nàng Hằng Nga gửi đến mọi người. Ai có cây sáo này trong tay sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Trời ơi, sao tóc quý phi lại bạc trắng thế kia? Quý phi xinh đẹp của ta, chuyện gì xảy ra vậy? Em phải thổi thêm một khúc nữa. Trần Kiều, nhà ngươi tham lam, độc ác, dùng mọi mưu mô quỷ kế để chiếm đoạt cây sáo thần của ta, hãm hại cả hoàng tử Lưu An và người vợ Hiền Thục. Ngươi nghĩ mình sẽ có phép màu của cây sáo hay sao? Không đâu, cây sáo chỉ phục tùng người có tâm hồn đẹp đẽ, thanh cao. Còn ngươi, hãy sống quãng đời còn lại trong sự già cỗi đi. Lưu An của ta, Lưu An vô tội của ta, là chính ta đã hại nó sao? Bệ hạ, xin ngài thứ tội. Người dám lợi dụng ta để hãm hại con trai ta sao? Người đâu mà bắt lấy Trần Kiều giam vào ngục tối suốt đời? Ta không muốn nhìn thấy ả nữa. Và kể từ đó, không ai đi tìm cây sáo thần bất tử nữa. Cây sáo đã bay về cùng Hằng Nga, trở lại đúng vị trí của nó. Còn kẻ ác độc nham hiểm cùng lòng tham vô đáy không thoát khỏi lưới trời đã bị trừng trị. Trở về từ cõi chết. Thương mến tặng Anna. Bố tặng cho cô Anna rồi, khi cô ấy đồng ý, bố sẽ cưới cô ấy phải không ạ? Yeah, thích quá ạ. Thế là con sắp có mẹ rồi. Yeah, hurra. Bố cũng thích cô Anna giống như con vậy, nhưng bố chỉ sợ cô ấy không thích bố thôi. Con chắc chắn một người tốt bụng, đẹp trai như bố lại cầm bó hoa này và nói: Anna, quà này tôi tặng cho cô, thì con Anna cũng sẽ thích bố thôi. Cái con bé tranh ma này. Anna, Anna. Tôi đây. Ôi thần Linh ơi. Sao anh lại giật mình? Chẳng phải vừa gọi tôi đấy sao? Là Anna, không phải thần Linh nào đâu nhé. Mà sao anh đến sớm thế? Mà lại còn ôm một bó hồng rực rỡ nữa. Chi vậy? Tiện đường mua quà mừng sinh nhật cho con gái. Cháu được 5 tuổi rồi, rất ngoan, nhưng mồ côi mẹ. Anh mua một bó hồng đỏ làm quà sinh nhật cho con gái ư? Và cháu được 5 tuổi rồi. Tôi ra quán nước chờ anh bạn. Lát nữa mình gặp lại ha. Cái gì thế nhỉ? Ai trời ơi, vậy là ông bỏ ra đây ngồi mà chưa tặng hoa cho nàng à? Tôi bảo ông nghe nha, Anna là một cô gái rất xinh đẹp, công việc tốt, tính tình lại càng tốt, không biết bao anh chàng theo đuổi. Anh không nhanh lên thì người ta theo đám khác đấy. Chứ chờ anh David thì không biết bao giờ anh ấy mới cho mình ngửi hương hoa. Được rồi, vậy bây giờ tôi vào tặng hoa ngay cho Anna đi. Và nói rằng tôi tặng em bó hoa, tôi vừa nói với em là mua tặng sinh nhật con gái 5 tuổi hả? Thôi thế đành để lần khác vậy. 59 công viên quốc gia của nước Mỹ vừa để bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, cũng đồng thời là nơi để chúng ta đến tham quan, cắm trại. Cho nên, việc con người đụng độ với những loài ăn thịt nguy hiểm hoàn toàn có khả năng xảy ra. Về cơ bản, nếu rơi vào trường hợp đó, điều đầu tiên cần ghi nhớ là không hoảng loạn bỏ chạy, bởi hành động đó sẽ kích hoạt bản năng săn mồi của con vật. Sau đó, chúng ta giơ hai tay lên cao để khiến cho hình ảnh của mình trở nên to lớn hơn trong mắt con vật. Thứ ba, hét lớn. Và thứ tư, nhìn thẳng vào mắt con vật đó. Ai có thể cho tôi biết chúng ta làm như vậy để làm gì không nhỉ? Nhất định là để mua vui cho con thú đó rồi, có phải không cô Anna? Đúng rồi đấy. Vâng, hẳn là các loài thú sống nơi thâm sơn cùng cốc cũng rất cần được xem giải trí.
nhưng chúng ta làm những điều trên nhằm khiến con vật hoảng sợ mà bỏ đi. 1, 2, 1, 2. Cảnh ở đây đẹp quá. Ôi, chết rồi, sư tử núi. Phải làm sao bây giờ? Điều đầu tiên cần ghi nhớ là không hoảng loạn bỏ chạy, bởi hành động đó sẽ kích hoạt bản năng săn mồi của con vật. Lùi lại, nhanh, lùi lại. Chết rồi, nó không có một chút gì sợ hãi cả. Mình phải làm sao đây? Mình sẽ bỏ mạng ở đây ư? Giữa lúc còn bao nhiêu chuyện gian dở. Bố ơi, con muốn có mẹ. Mình có cách này để thoát thân rồi. Đúng là trời không tiếc đừng sống quay bao giờ mà. Có ai không? Cứu với! Có ai không? Chết rồi, con sư tử núi vẫn chưa bỏ đi. Trèo lên thì bỏ mạng với sư tử núi, mà không trèo lên thì chết mất xác ở vách núi đá này. Phải làm sao đây? Đuổi nó đi đi. Cút đi sư tử núi. Nhanh qua đó xem sao. Tôi nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Tất cả là nhờ công của cô Anna mà bạn tôi mới thoát chết trong gang tấc đấy. Tất cả là nhờ anh David bình tĩnh áp dụng được những kỹ năng đó thôi chứ. Thôi các anh, chúng ta về thôi, cho David được nghỉ ngơi nữa. Ờ đúng rồi đấy, cậu nghỉ ngơi đi nhé, David. Ờ, khoan đã Anna, tôi có chuyện muốn nói. Ừ, có chuyện gì vậy? Tôi mới từ cõi chết trở về. Lúc tưởng như sắp mất đi mạng sống, tôi nhận ra rằng từng khoảnh khắc hiện tại thật đáng trân trọng. Và mỗi phút giây trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Lúc đó tôi mới thấy hối tiếc vì đã không có can đảm làm những việc đáng lẽ nên làm từ lâu, như việc thổ lộ tình cảm với cô vậy. Liệu cô có đồng ý đi ăn tối với tôi không? Cuối cùng thì cũng chờ được lời nói này của anh rồi David. Cõi chết xem ra cũng không tệ lắm nhỉ. Thế bó hồng thương mến tặng Anna không biết đã tàn chưa David? Một nửa bí kíp. Dạo này buôn bán cũng khá cô Huệ nhỉ? Dạ, cũng vì cháu xoay bán cả phở và bún mọc, chứ cứ trông chờ vào bún bò thôi thì không ổn à. Nghe nói cô Dung cũng đang mở bán thêm những thứ khác đấy. Vậy hả bác? Con phải để tâm vào món ăn, đừng lúc nào cũng nghĩ chuyện hơn thua với chị như thế. Hãy học tập chị của con. Mẹ chỉ thiên vị chị Dung thôi, cái gì mẹ cũng chỉ cho chị hết. Con cũng muốn học được hương vị giống như của mẹ. Tưởng chị ấy thế nào, hóa ra cũng phải làm như mình sao? Huệ. Ừ, chị, hôm nay cửa hàng của em nghỉ, em đi mua đồ ngang qua đây. Quán của chị xem ra đắt hàng nhỉ? Cũng tạm ổn em à. Cô Dung có biết triển lãm hoa sen vàng không? Dạ, cháu không biết. Đó là triển lãm gì thế à? Nghe nói đó là hội chợ ẩm thực lớn lắm. Món bún bò cô Chi là có tiếng lắm đấy. Cô là người kế thừa món này của cô Chi, hay là cô tham gia thử đi? Ờ, cháu... Thôi em về đây. Hoa sen hoa siết cái gì chứ. May quá tìm được rồi. Bún bò cô Chi, nghe nói chỗ này rất nổi tiếng. Xin chào hai chú, mời hai chú vào ạ. À, cháu cho chú hỏi bà Chi còn ở đây không? Dạ, mẹ cháu mất cách đây mấy năm rồi ạ. Bà ấy đã mất rồi sao? Vậy còn cháu là... Cháu là con gái của mẹ Chi ạ. À, chú biết mẹ cháu ạ. À, khi xưa chú từng làm ở gần đây, hầu như ngày nào cũng phải qua đây ăn bún bò của mẹ cháu làm. Đến bây giờ chú vẫn nhớ hương vị của nó. Vậy bây giờ cháu là người kế thừa cô Chi đó hả? Ờ, vâng ạ. Cháu có biết về triển lãm ẩm thực dân gian hoa sen vàng không? Dạ, cháu có nghe nói ạ. Triển lãm có quy mô rất lớn, có nhiều phóng viên và nhà ẩm thực nước ngoài đến thẩm định. Những gian hàng tham dự sẽ được giới thiệu lên tạp chí ẩm thực quốc tế và được hỗ trợ quảng cáo miễn phí.
Anh Đức đây giờ đang là trưởng ban phụ trách truyền bá văn hóa ẩm thực. Chúng tôi đang đi tìm người phụ trách gian hàng bún bò cho triển lãm. Vậy sao? Nếu thế, cháu cũng có cơ hội tham gia phải không ạ? Phải, với hương vị bún bò năm xưa thì nơi này rất xứng đáng để tham dự. Nhưng trước tiên, hãy cho ta nếm thử hương vị bún bò năm xưa đã nhé. Vâng, cháu sẽ làm ngay đây ạ. Hai chú thấy sao ạ? Đây là món bún bò Cô Chi nổi tiếng đó sao? Tôi không thấy hương vị có gì đặc biệt. Hương vị này không giống với bún bò Cô Chi. Nếu chỉ có như vậy thì chưa đủ để tham dự triển lãm. Xin chú hãy cho cháu thêm chút thời gian được không ạ? Cháu sẽ làm lại hương vị giống như năm xưa. Thôi được rồi. Một tuần nữa chú sẽ quay lại đây. Hy vọng sẽ được nếm lại hương vị đó. Chị Dung, Huệ, muộn thế này rồi, em có việc gì sao? Em có việc này phải nhờ đến chị. Trước kia em khá tự tin về khả năng nấu nướng của mình, nhưng hôm đó nhìn phản ứng của họ, em thấy rất xấu hổ. Em thấy mình đã hạ thấp đi hương vị của mẹ. Nếu là do chị nấu, thì chắc chắn họ sẽ khen ngon. Chị cũng không thể nấu được như mẹ đã làm đâu. Sao lại thế chứ? Mẹ lúc nào cũng nói với em là phải học tập cách nấu nước dùng của chị mà. Em còn phải ghen tị vì mẹ chỉ truyền bí kíp cho chị thôi. Mẹ cũng nói với chị là phải học hỏi cách làm bún bò và chế biến nguyên liệu của em thì món bún mới có hương vị trọn vẹn. Em hiểu rồi. Mẹ đã dạy cho chị em ta mỗi người một nửa bí kíp. Mục đích là muốn chúng ta đoàn kết với nhau. Tiếc là mẹ đã ra đi đột ngột. Còn chúng ta không ai hiểu được tấm lòng của mẹ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cùng nhau tìm lại hương vị mà mẹ vẫn làm năm xưa nhé. Được thôi. Ngon quá, nước dùng rất đậm đà mà không béo, thịt mềm bùi, mùi hương thơm ngào ngạt, sợi bún dẻo hấp dẫn. Đây đúng là hương vị tuyệt vời xưa kia tôi từng nếm. Không, nó còn hấp dẫn hơn cả ngày xưa nữa. Tôi chính thức mời hai cháu tham dự triển lãm ẩm thực dân gian Hoa Sen Vàng. Cảm ơn chú ạ. Chiếc máy chụp hình của ba. Phim phỏng theo câu chuyện của cô gái tên Diana Kim, sống tại Hawaii, Mỹ. Ba ơi, ba chụp ảnh thật là đẹp. Thế con có thích chụp những bức ảnh đẹp không nào? Con thích lắm. Ba ơi, ba chỉ cho con nhé. Sau này con sẽ chụp hình thật đẹp cho ba. Ba ơi, con muốn ở với ba cơ. Con hãy giữ lấy chiếc máy chụp hình này. Sau này cho dù con làm bất cứ điều gì, cũng phải xuất phát từ trái tim. Con hãy nhớ nhé. Tôi đang vội lắm, anh quay lại cửa tiệm đi. Kim, đứng dậy đi theo mẹ nhanh lên. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Không biết bao giờ con mới có thể trở về thăm ba. Dạ, alo. Là Kim đúng không? Mãi bà mới dò hỏi được số điện thoại của cháu. Bà muốn nói với cháu về chuyện của ba cháu. Bà nội, bà ơi, ba cháu gặp chuyện gì thế ạ? Dạo gần đây, ba cháu tâm lý không có ổn định. Nhất định không muốn ăn, tắm rửa, không chịu điều trị bệnh. Lại còn đi lang thang khắp nơi nữa. Cả tháng rồi bà không tìm thấy ba cháu. Ba! Bấy lâu nay ba đi lang thang. Có khi nào ba là một trong số những người như họ? Khổ thân ba của con. Không biết ba có khỏe không? Ba, con nhất định sẽ tìm được ba. Sắp tới, tớ dự định thực hiện dự án phóng sự ảnh về cộng đồng những người vô gia cư. Mọi người thấy thế nào? Cộng đồng người vô gia cư ư? Nghe có vẻ thú vị đấy. Tớ sẽ tham gia cùng Kim. Cả tớ nữa. Tớ rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thực hiện dự án này nhé. Ba...
xin lỗi, tôi nhầm. Ba, giờ ba đang ở đâu? Đến bao giờ con mới gặp được ba đây? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn những bức ảnh tiêu biểu để đem tới triển lãm sắp tới của Viện Nhiếp ảnh. Tôi sẽ trình chiếu những bức hình mọi người đã gửi về nhé. Dự án phóng sự về cộng đồng những người vô gia cư đang ngày càng phát triển. Nhưng điều mình thật sự tìm kiếm bấy lâu nay là ba. Mà giờ mình vẫn không biết được ba đang ở nơi nào. Đầu tiên là những tấm hình mà Anna đã chụp những người vô gia cư ở Honolulu, Hawaii. Chúng ta hãy chọn ra bức hình đẹp nhất nhé. Khoan, khoan đã. Jun, cậu hãy cho mình xem lại bức hình lúc nãy đi. Trời ơi, đúng là ba rồi. Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy ba rồi. Nhưng trông ba gầy quá. Ba ơi, con là Kim của ba đây. Ba có nhận ra con không ạ? À? Cô là ai? Con là Kim, con gái của ba đây. Ba không nhớ ra con sao? Ba. Ba ơi, bác Tông vừa gửi cho con những bức hình này. Ba nhìn xem, ba còn nhớ không? Ngày xưa trông ba thật phong độ. À, bức này là bức ba con mình chụp chung hôm sinh nhật 6 tuổi của con nè ba. Kim, con gái của ba. Ba nhớ ra con rồi sao ba? Cuối cùng, ba của Kim đã hồi phục sức khỏe và trí nhớ. Nhờ chiếc máy ảnh của ba mà Kim không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!